Nguyệt Hương và chương trình truyền hình thanh niên thành phố Hồ Chí Minh thân ái chào quý vị và các bạn. Nhân dịp đầu năm xuân nhâm thình, Nguyệt Hương và ban biên tập chương trình truyền hình thanh niên kính chúc quý khán giả sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và luôn luôn đồng hành cùng chương trình truyền hình thanh niên. Mở đầu chương trình, Nguyệt Hương mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Nhịp sống trẻ. Sáng ngày 10 tháng 1, Trung tâm công tác xã hội thanh niên thành phố đã đến thăm chúc Tết Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước và trao 100 phần quà tặng học viên tại đây, với tổng trị giá 40 triệu đồng. nằm trong chuỗi hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Trước đó, vào ngày 8 tháng 1 năm 2011, Trung tâm công tác xã hội thanh niên đã phối hợp với Quỹ Roden Việt Nam tổ chức ngày hội trồng cây. Tất cả vì tình yêu cuộc sống với việc thực hiện trồng mới 6.000 cây xanh tại Rạch Lùng, đường 22 khu Phú 7, phường Linh Đông, Thủ Đức. Chương trình đã thu hút hơn 500 tình nguyện viên đến từ đoàn công an thành phố, trung tâm công tác xã hội và các nhân viên tư vấn viên của công ty bảo hiểm nhân thọ Rodenso Việt Nam. Đây là một chương trình ý nghĩa góp phần phủ xanh chống xói mòn và kè giữ bờ kênh gian khu vực Rạch Lùng. Ngày 17 tháng 1 năm 2012 vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thành phố đã tổ chức chương trình cùng Quy Mobile đón Tết xa nhà với sự tham dự của hơn 1.000 sinh viên ở lại thành phố Hồ Chí Minh đón Tết. Trong chương trình, các bạn sinh viên đã được tham gia các trò chơi vận động, trò chơi dân gian, thi sáng tác câu đối Tết, karaoke mừng xuân, giao lưu với các ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng và tham gia buổi tiệc tất niên cùng ban tổ chức. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 1.200 phần quà xuân, 200 phong bì lì xì cho các bạn sinh viên tham gia chương trình. Đây là hoạt động truyền thống được Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên duy trì từ năm 1999 đến nay nhằm hỗ trợ những bạn sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết, tạo sân chơi lành mạnh, vui vẻ và ý nghĩa cho những sinh viên đón Tết xa nhà, mang lại cho sinh viên xa nhà không khí Tết ấm áp, thân tình bên các bạn bè cùng cảnh ngộ và bước đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân đồng thời thể hiện sự quan tâm của xã hội đến những sinh viên khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết Xuân Nhâm Thìn 2012. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Bởi theo người sử ta dạy cho ta những chuyện dễ dàng của tổ tiên ta. Dân ta là con rồng cháu tiên, có nhiều người tài giỏi đánh bắt dẹp Nam, yêu dân trị nước tiến để muôn đời. Việc xây dựng dài thể hiện những cột mốc lịch sử và văn hóa dân tộc ở một địa điểm tương đối tập trung là rất cần thiết cho việc giáo dục phát huy truyền thống dân tộc. Thấm nhuần tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh tại đại hội đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ sáu đã chọn và xây dựng công viên lịch sử văn hóa dân tộc thành phố là một công trình trọng điểm của thành phố. Dự án công viên lịch sử văn hóa dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 298 trên TTR ngày 8 tháng 5 năm 1997, với diện tích đất sử dụng 395 hectare, trong đó 368 ha thuộc quận 9 thành phố Hồ Chí Minh và 27 ha thuộc huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương được quy hoạch thành 4 khu chức năng: khu đại cổ diệt, khu trung đại, khu cận hiện đại, khu sinh hoạt văn hóa vui chơi giải trí. Các trung tâm thành phố 27 km về hướng đông bắc, gần các khu công nghiệp thương mại dịch vụ của vùng tam giác thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. Đến thời điểm này, công viên đã xây dựng hoàn tất giai đoạn 1 công trình trung tâm của khu cổ đại là đền tưởng niệm các du hùng hoành tráng với biểu tượng chim lạc dương cánh bay dược phương Bắc, thấm đậm bản sắc dân hóa dân tộc. Đền là nơi thiêng liêng để thanh thiếu nhi thành phố và nhân dân đến tưởng niệm, giọng bái tổ tiên, hướng về cội nguồn, tổ chức các lễ hội sinh hoạt văn hóa, khơi dậy tình cảm về nguồn, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là nơi tổ chức lễ dỗ quốc tổ hàng năm tại thành phố Hồ Chí Minh. Công viên lịch sử văn hóa dân tộc là điểm tựa giáo dục lịch sử truyền thống dân tộc cho nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong mỗi đợt lễ lớn mà nổi bật là ngày dỗ tổ Hùng Dương mùng 10 tháng 3, hàng chục ngàn lượt thanh thiếu niên và người dân thành phố đã đến dân hương lễ bái tổ tiên. Ngoài ra, các tổ chức đoàn hộ đội và người dân thường xuyên tổ chức các đợt cắm trại, tìm hiểu về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta thưởng thức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật cho ban quản lý công viên tổ chức. Với một dự án lớn 400 ha và chia thành các khu riêng biệt, tạo một cảnh quan thiên nhiên thoáng rộng, góp phần cân bằng sinh thái cho môi trường của thành phố. Giới thiệu có chọn lọc những sự kiện lịch sử và công trình văn hóa tiêu biểu của dân tộc, có làng văn hóa các dân tộc giới thiệu những kiến trúc lễ hội truyền thống, phong tục tập quán, trò chơi dân gian trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Có khu vui chơi giải trí, khu bảo tồn thiên nhiên, khu du lịch sinh thái làng Hoa Kiển dân dân, phù hợp với sự phát triển phong phú và đa dạng của thành phố Hồ Chí Minh. Để nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục truyền thống và hưởng thụ những cái hoạt động văn hóa vui chơi giải trí của khu công viên lịch sử văn hóa an tập thì trong những năm tới thì chúng tôi xúc tiến là những cái công trình mới khu cổ đại là 84 hecta thì chúng tôi sẽ tiến hành là thi công vào năm 2013 để mà làm toàn bộ khu này là về đường nội bộ cây xanh cảnh quan cấp nước và một số truyền thuyết riêng về cái khu là văn hóa du lịch 265 hectare thì chúng tôi cũng tiến hành là thi công trong năm 2013 một số dự án thứ nhất là cái dự án là cù lao Bà sang đây là cái khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp 40 hecta chúng tôi tiến hành là cũng thi công trong năm 2013 là cái công viên đường ảnh và và cái lạng hoa suối khoáng khoảng 17 hecta thì đây là những cái công trình để mà tạo cái việc là vui chơi giải trí cho cho nhân dân và đặc biệt là cái thanh thiếu niên quá khứ hiện tại và tương lai là một dòng chảy liên tục cái mới sẽ ra đời trên mảnh đất truyền thống tôn trọng lịch sử là một tiêu chí của sự đổi mới như bác hồ đã từng căn dặn ngày xưa các vua hùng đã có công dựng nước ngày nay bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước thực hiện năm thanh niên, năm vị trẻ em 2011, các cấp bộ đoàn hội đội và đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, tiếp tục đầu tư nhiều giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trên cơ sở nhìn nhận đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm 2011, Ban Thường vụ Thanh đoàn chọn 11 vấn đề sự kiện nổi bật sau đây. Tuần lễ khởi động Năm Thanh niên, mở đầu khí thế thì đua sôi nổi trong đoàn viên thanh thiếu nhi. Đông đảo đoàn viên thanh niên thành phố đã đồng loạt tổ chức Ngày Thanh niên hành động vì người nghèo, Ngày hành động vì thành phố văn minh hiện đại, Ngày hội thanh niên thành phố vì biên cương tổ quốc, Ngày hội hiến máu tình nguyện, Ngày cùng hành động vì trẻ em, nhằm thực hiện phong trào Năm sung kích xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thực hiện các công trình vì thành phố xanh sạch đẹp thực hiện chương trình nối dòng tay yêu thương cho 5.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, phát động quyên góp gần 250.000 khăn quàng đỏ để tặng các em đội viên vượt khó học giỏi. Khánh Thành đưa vào sử dụng khu sinh hoạt thanh thiếu nhi ở xã Bình Hưng Bình Chánh rộng 200 m2, hiến 68.801 đơn vị máu. tuyên dương nhân rộng 20.642 điển hình thanh thiếu nhi, trong đó có 5 điển hình công dân trẻ tiêu biểu, 8 cá nhân được trao giải thưởng Hồ Hạo Hớn, 21 cá nhân được trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi, 184 điển hình nhà giáo trẻ tiêu biểu, 5.470 gương thanh niên sống đẹp, 3.843 gương người tốt việc tốt. Tại cơ sở, các đơn vị tổ chức hơn 750 buổi tọa đàm, diễn đàn, phát động thi dí các vấn đề liên quan đến lối sống của thanh thiếu niên, thực hiện một số mô hình như triển khai xây dựng phong cách sinh viên luật, đại học luật, ngày kỷ luật tốt, đại học sư phạm, văn hóa công trình, đoàn khối bộ xây dựng, dân dân. Phong trào dì biển đảo quê hương được đẩy mạnh, nổi bật là chương trình góp đá xây trường xa của báo tuổi trẻ. Các diễn đàn ngày hội dì biển đảo quê hương được tổ chức sôi nổi từ cấp thành đến cơ sở, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên thanh thiếu nhi, góp phần giáo dục lòng yêu nước, nêu cao ý thức bảo vệ vững chắc chủ quyền, bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ban thường vụ thành đoàn phối hợp với đài truyền hình thành phố tổ chức chương trình Vì biển đảo quê hương, thu hút hơn 3.800 đoàn viên thanh niên tham gia với các hoạt động ký tên, gửi thông điệp với chủ đề Thanh niên thành phố vì biển đảo quê hương, đóng góp cho quỹ vì trường sa thân yêu do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phát động và chương trình góp đá xây trường sa với số tiền hơn 2 tỷ 500 triệu đồng. Tại cơ sở các diễn đàn tuổi trẻ thành phố dưới chủ quyền biển đảo, được nhiều đơn vị tổ chức tăng cường thông tin đến đoàn viên thanh niên thành phố, những vấn đề quan trọng về chủ quyền biển đảo, quan điểm đối ngoại để có những hành động phù hợp góp phần bảo vệ biên cương hải đảo của Tổ quốc.